Vâng. Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại nghĩa trang của thành phố Điện Biên Phủ. Đây là một nơi đã diễn ra những cái trận đánh rất ác liệt, rất ác liệt để giành lại từng tấc đất cho đất nước Việt Nam. Và đây là cái mâm lễ mà tôi đang nhờ người dân ở đây tôi đặt và để chúng ta vào đây làm lễ cho các chiến sĩ. Mời các bạn theo tôi vào trong này. Được chưa? Được chưa? Để kéo cái loa vào đi. Mời các bạn theo tôi. Anh là nhà nào nhỉ? À vâng vâng. Em chuyển vào đài trong giúp vậy. Thưa các bạn, chúng ta đã từng trải nghiệm nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên ở Hà Giang. Nó đã là rất đồ sộ và rất là đẹp. Thì ở đây tôi cũng thấy nó rất hùng vĩ và rất đẹp. Đúng là sự tri ân của Đảng và Nhà nước cũng như là của tỉnh, của thành phố Điện Biên dành cho những người đã nằm xuống ở bảo vệ cho đất nước Việt Nam. Mời các bạn hãy tham quan cùng với tôi. Rất đẹp. Em quay xung quanh. Thưa các bạn có thể nhìn cái đây là cái cổng giống như ở cổng Tam Quan. Rất là đẹp. Em quay đi lại đây xong quay ngược lại. Quay ngược lại. Rất là đẹp. Ở hai bên là các cái hàng mộ. Mộ này là mộ đại diện. Chứ còn lực lượng của các chiến sĩ Điện Biên nằm xuống tại trận địa này là rất nhiều. Rất nhiều thưa các bạn. Đây được gọi là chảo lửa. Rất là đẹp, rất là đẹp. Quay xung quanh, đẹp. Hai bên, kiến trúc ở đây không có cái bậc thang lên xuống giống như ở các cái nghĩa trang khác. Nhưng nó có một cái kiến trúc tổng thể rất là độc đáo và rất là đẹp. Rất là đẹp. Đây giống như mà là một nơi tham quan của mọi người khi đến với tỉnh Điện Biên. Và xin thưa với các bạn, đây hôm nay có một cái điều rất đặc biệt là chúng ta lên đợt này nó gần, tức là ngày mai là ngày thành lập của tỉnh Điện Biên. Thì hôm nay chúng ta làm một cái lễ này rất ý nghĩa, thưa các bạn. Quay được tổng thể. Thưa các bạn, tôi rất cảm ơn những cái lời góp ý là thầy hãy bỏ thuốc đi. Và thực sự tôi cũng đang rất là muốn bỏ và giảm dần. Tại vì tôi hiểu được cái tính chất, cái công việc, cái trọng trách của mình. Cho nên tôi rất ý thức về sức khỏe. Và tôi cũng xin hứa với các bạn, tôi sẽ bỏ thuốc trong một thời gian rất ngắn tới. Chỉ trong khoảng tuần hoặc một nửa tháng nữa tôi sẽ bỏ. Đây là tôi ý thức về bản thân nhưng cũng là ý thức cộng đồng. Vì tôi hiểu được trọng trách của mình là như thế nào. Rất đẹp thưa các bạn. Rất là đẹp. Lợn chưa đến à cô ơi? À thế ạ, vâng ạ. Vâng vâng. Thế là thanh toán luôn với cô à? Vâng vâng, được rồi. Vâng, hết bao nhiêu các bạn? Chúng ta đang đứng tại đài tưởng niệm các liệt sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở mặt trận Điện Biên Phủ. Nơi này là chảo lửa của chiến tranh. Rất nhiều các đồng chí đã hy sinh và nằm xuống tại đây. Và thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ làm một hành động giống như những nghĩa trang khác. Đó là đầu tiên tôi phải quy tụ tất cả các liệt sĩ nằm trong nghĩa trang này, có tên trong nghĩa trang này mà không có vong linh ở đây để đưa quy tụ về đây là một. Thứ hai là quy tụ tất cả các liệt sĩ ở các nghĩa trang khác tập trung ở đây để tôi đưa lên thiên chuyển kiếp đầu thai. Lệnh cho tứ đại hộ pháp, thập nhị tướng quân, tứ đại thiên vương cùng 50.000 thiên binh đi tập trung tất cả các vong linh
có tên trong danh sách ở đây mà không có mặt ở đây, đồng thời quy tụ tất cả các vong linh liệt sĩ có mặt ở tỉnh Điện Biên này tập trung tại Nghĩa Trang thành phố để bản vương đưa lên thiên siêu thoát đầu thai. Chúng ta đợi một chút, vì cái lực lượng ở đây là rất đông cho nên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và chúng ta sẽ đợi và kiểm tra bằng lá bài. Mời các bạn theo tôi lên trên này. Nơi này tôi cần nhắc lại, tôi cần làm điều này cho các liệt sĩ và cho các thế hệ trẻ bây giờ, để cho các thế hệ trẻ biết được sự hy sinh của cha ông chúng ta để bảo vệ cho đất nước Việt Nam được độc lập, được thanh bình như ngày hôm nay. Đó là một sự gợi lại lịch sử cho các cháu, các con, các cháu chúng ta một lần nữa, nhiều lần nữa, để chứng kiến lại lịch sử, biết được, hiểu được và tri ân những cái sự hy sinh của những người đã nằm xuống. Đây là một điều rất rất cần thiết, thưa các bạn. Mời các bạn theo tôi xem tất cả đã tập trung hay chưa. Em đứng hẳn lên trên này. Bây giờ tôi sẽ rút. Tôi kiểm tra xem tất cả đã tập trung ở đây hay chưa, và có gì uẩn khúc ở đây giống như ở các tỉnh mà mình vừa làm hay không. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Vậy thì Nghĩa Trang này không có sự can thiệp của người phụ nữ kia. Bây giờ, hôm nay có một sự khác biệt so với những Nghĩa Trang trước. Đó là tôi sẽ tập trung các đồng chí thành một tập trung nhau lại, đứng trước đài tưởng niệm và hát quốc ca. Mời các bạn cùng tôi. Còn bây giờ, mời các vong linh liệt sĩ đứng thành hàng trước đài tưởng niệm. Chúng ta hãy cùng nhau hát bài hát quốc ca của Tổ quốc. Thưa các bạn, bài quốc ca này nó có hai lời. Lời hai thì chúng ta ít hát, cho nên tôi xin phép được cầm điện thoại để hát quốc ca cùng với các vong linh liệt sĩ. Mời các bạn cùng hát với tôi và các chiến sĩ. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng yêu quốc, bước chân dùng bám trên đường gặp đời xa. Cởi máu chiến thắng mang hồn nước, xung ngoài xa trên khúc quân hàng ca. Đường vinh quang xây sát quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiên mau ra xa trường tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Mời các bạn hãy hát cùng tôi ở nhà, tại nhà chúng ta đứng lên chào cờ và hát bài quốc ca này. Dắt dòng đòi quê hương qua bao lần tháng, cùng chung sức phấn đấu xây đời mới, đứng đều lên gông xích ta đập tan. Từ bao lâu ta nuốt căm hờn, quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Thưa các bạn, trước khi chúng tôi lên đây, chúng tôi đã nhờ và đặt những cái mâm lễ để hôm nay đích thân tôi thiết tiệc, chiêu đãi và tiết tiệc các vong linh trước khi được lên thiên siêu thoát. Trong khi chờ đợi
các chiến sĩ dự tiệc, chúng ta cần nhắc lại lịch sử cho con em của chúng ta được một lần nữa được chứng kiến lại lịch sử. Nơi này là chảo lửa chiến tranh, nơi này đã là nơi rất nhiều các chiến sĩ đã nằm xuống cho cái mặt trận này. Rất nhiều những anh hùng tiêu biểu mà chúng ta thường được biết đến qua sách vở và qua sách giáo khoa, đó là Phan Đình Giót, đó là Tô Vĩnh Diện, đó là Bế Văn Đàn. Những cái nhân vật này rất quen thuộc với tất cả những người dân Việt Nam, đó là ở chiến trường của Điện Biên Phủ này. Các bạn hiểu không ạ? Còn bây giờ, cờ lệnh đâu nhỉ? Tôi sẽ cho tất cả lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Tôi xin nhắc lại, việc này chỉ có tôi mới làm được. Và cái nghĩa trang này không có liên quan đến người phụ nữ mà chúng ta đã từng nhắc đến ở các nghĩa trang trước. Các bạn hiểu không ạ? Và thưa các bạn, đối với nghĩa trang này tôi đã phải điều động khá nhiều, đó là tứ đại hộ pháp, đó là tứ đại thiên vương, đó là thập nhị tướng quân cùng 50.000 thiên binh để quy tụ tất cả các vong linh về đây để tôi đưa lên thiên siêu thoát. Còn bây giờ sẽ là lệnh. Lệnh cho tứ đại hộ pháp, tứ đại thiên vương, thập nhị tướng quân cùng 50.000 thiên binh lần lượt đưa tất cả các vong linh liệt sĩ tại nghĩa trang của thành phố Điện Biên Phủ lên thiên đợi chuyển kiếp đầu thai. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi đứng ở tại nghĩa trang này, bản thân tôi và tất cả mọi người cũng rất là bồi hồi, cho nên tâm trí nó cũng hơi bị mất tập trung. Chúng ta còn một bước nữa để chứng minh sự khách quan cho công việc của tôi làm, đó là chúng ta kiểm tra lá bài. Mời các bạn theo tôi. Chúng ta hãy kiểm tra xem tất cả các vong linh liệt sĩ đã lên thiên hay chưa. Ôi trời, hai lần hai cây át cơ. Rất tuyệt vời thưa các bạn. Rất tuyệt vời thưa các bạn. Và việc làm của chúng ta hôm nay thực sự hiệu quả và ý nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình Sơn La Hòa Bình. Và sắp tới sẽ là dọc miền các tỉnh trong đất nước. Xin chào và hẹn gặp lại.